Xin giới thiệu các bác, đây là dòng Sony, dòng loa Bluetooth Sony chạy được cả CD. Thì em này Sony CMT-X3 CD, em này giá khoảng 2 triệu Việt Nam được. Thì em này chạy được CD và DC. Em này có khiển. Đấy. Có khiển. Thực sự bản sản xuất năm 2004, em này mới tinh. Mặt trước không hề có gì luôn, mặt sau cũng không có gì. Em này có NFC nha các bác. Có NFC này, Bluetooth này. Em bên này thì giá 1 triệu thôi, nhưng mà em này không khiển. Đấy, cùng với nhau. Ở dưới này là bộ âm thanh DVD của Victor. Này. Victor. Năm này giá hơn 6 triệu Việt Nam đồng. Victor 2XR3 hơn 6 triệu Việt Nam đồng, chạy được CD, DVD, FM, AM, USB. Em này còn khiển, sản xuất năm 2008. Rất là đẹp. Bên này thì cũng có một em như thế, nhưng mà em này đời cao hơn rồi. Em này nhìn chất hơn này. Chất. Em này giá gần 8 triệu Việt Nam đồng các bạn. Công suất là 80W. Chạy được CD, DVD, FM, AM, USB. Em này còn khiển. Đồ của nó đây.